Huỳnh Thanh Tùng chiến thắng tại thành phố Nha Trang. Ảnh MQ anh Huỳnh Thanh Tùng ăn mừng chiến thắng tại thành phố Nha Trang với động tác chào quen thuộc của người lính. Anh thi đấu rất khôn ngoan ở chặng 13 cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2023, lộ trình 187 km từ thành phố Buôn Ma Thuột đi thành phố Nha Trang, với điểm nhấn là việc các vận động viên phải đổ đèo Phượng Hoàng chiều dài khoảng 10 km. Sau khi xuất phát, hai đoàn xe đạp An Giang là tập đoàn Lộc Trời và gạo hạt Ngọc Trời đã dốc toàn lực bảo vệ áo vàng của Petrico.